mở sổ tiết kiệm cho 15 người con nuôi trước khi mất. Khán giả lại càng thêm thương Phi Nhung hơn khi biết cô đã lo chu toàn việc học của Hồ Văn Cường, còn mở sổ tiết kiệm cho các con nuôi. Vào trưa nay ngày 16 tháng 11, trên trang cá nhân của mình, quản lý Phi Nhung chia sẻ clip phỏng vấn của sư cô Thích Nữ Minh Viên trụ trì chùa Pháp Lạc, người đồng hành cùng cố ca sĩ chăm sóc các con nuôi của cô trong nhiều năm qua. Tại đây, sư cô và MC của chương trình đã có chia sẻ về những việc mà nữ ca sĩ quá cố đã làm khiến nhiều người xót xa. Theo đó, trên talk show, MC chương trình chia sẻ rằng quản lý Phi Nhung đã nói với cô rằng tính đến hiện tại tiền học phí của Hồ Văn Cường và một người con nuôi khác là Phi Như đều do tập đoàn NH bảo trợ. Sau khi nữ ca sĩ qua đời, phía tập đoàn này cũng khẳng định vẫn tiếp tục đồng hành hỗ trợ học phí cho hai con của Phi Nhung. Đặc biệt, chia sẻ thêm về việc học hành của Hồ Văn Cường, nữ MC cũng cho biết thêm rằng hiệu trưởng của ngôi trường mà Cường đang theo học là bạn thân của Phi Nhung. Nữ ca sĩ cũng đã gửi gắm con trai nuôi. Hồ Văn Cường hiện tại đang học ở Đại học Hoa Sen. Cô hiệu trưởng là bạn thân của Phi Nhung nên chị Nhung có gửi gắm cho bé Cường học ở trường này. Theo lời chia sẻ của cô hiệu trưởng, sau này việc học của Cường vẫn tiếp tục như vậy, không có gì thay đổi, MC chương trình chia sẻ. Theo chia sẻ của sư cô Thích Nữ Minh Viên, Phi Nhung có tổng 23 người con nuôi. Trong số đó có 15 bé có giấy tờ công nhận chính thức của chính quyền, 8 bé được Phi Nhung nhận nuôi và nâng đỡ, sống tại nhà riêng của cô tại thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, sư cô cũng cho biết thêm rằng Phi Nhung đã dùng tiền túi của mình để mở sổ tiết kiệm cho 15 người con nuôi. Khi chưa dịch, Phi Nhung đã mở hết tài khoản cho các con, 15 bé đều có tài khoản hết. Tuy nhiên đây là điều chỉ có sư cô và Phi Nhung biết mà thôi. Chúng tôi chưa nói cho một ai và cũng chưa nói cho các con biết. Cụ thể, 15 con là 15 sổ tiết kiệm, Phi Nhung muốn sau này lớn thì các con đã có số tiền trong tài khoản riêng đó rồi. Ngoài ra, sư cô cũng chia sẻ thêm về số phận của các bé còn lại sau khi Phi Nhung qua đời. Theo đó, sư cô cho biết lúc sinh thời nữ ca sĩ đã làm tất cả mọi việc để lo lắng, chăm sóc cho các con. Để có tiền trang trải chi phí nuôi nấng các con, sư cô cho biết Phi Nhung đã tự bỏ tiền đi hát, tiền bán đĩa, thậm chí, sư cô và Phi Nhung còn từng phải đi nhặt hạt điều, bốc vỏ điều thuê cho người ta với giá 8.000 đồng mỗi kg. Từ tiền bán đĩa của chị Phi Nhung, có bao nhiêu là chị đem về lo cho các con chứ chưa từng có mạnh thường quân nào đứng ra giúp đỡ cả. Sư cô có làm phụ thêm nhưng không đáng bao nhiêu hết. Sư cô và các Phật tử có đem đến bó rau, thùng mì nhưng chưa từng có ai tài trợ cùng Phi Nhung. Tính chị Phi Nhung âm thầm, chị tự mình làm chứ không muốn nói ra, sư cô chia sẻ. Bên cạnh đó, sư cô cũng cho biết thêm từ khi Phi Nhung qua đời, chưa có một mạnh thường quân nào tới nói chuyện với trụ trì về việc lo cho các bé còn lại. Sau khi lắng nghe những chia sẻ của sư cô Thích Nữ Minh Viên,